thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Tổng quan sách truyền đạo. Nhắc tới Salomon, chúng ta thường nhớ ông là vị vua khôn ngoan nhất mọi thời đại. Kinh Thánh cho biết, Chúa ban sự khôn ngoan, tri thức, sự giàu có, của cải và vinh quang, đến nỗi không có vua nào trước hoặc sau ông được như thế. Sử ký nhì đoạn 1 câu 12. Một vị vua mang tầm thước phốc dạc của Israel không chỉ ảnh hưởng trên đất nước mà còn những quốc gia lân cận khác. Vào những lúc tuổi cao, chiêm nghiệm lại cuộc đời, là người khôn ngoan nhất lịch sử nhân loại, nhưng ông cũng nhận thấy mọi điều chỉ là hư không. Khởi đầu sách và xuyên suốt các chương, ông đều nói về sự hư không. Tuy nhiên, đến cuối sách, ông nói đến sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Cuộc đời không có Chúa là cuộc đời hư không. Cuộc đời có Chúa sẽ không hư bao giờ. Thân mời các bạn cùng nhóm thông công suy ngẫm về sách truyền đạo. Truyền đạo chương 1. Truyền đạo chương 1 nổi tiếng với câu hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, tất cả đều hư không. Đây cũng là đề tài mà tác giả sách thảo luận xuyên suốt sách. Trong câu 1, tác giả sách tự nhận mình là người truyền đạo, con trai của David, vua tại Jerusalem. Ông thực hiện hai vai trò là người truyền đạo. Ông đưa ra những lời giảng dạy dành cho con người nói chung. Là con vua và là vua, ông có đủ thẩm quyền và nguồn lực cần thiết để lời dạy của ông thực sự có giá trị và đáng phải chú ý đến. Cách ông nói về sự hư không cũng đáng phải lưu tâm. Từ câu 3 đến câu 11, tác giả trình bày những quy luật mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong công cuộc sáng tạo. Câu 12 đến câu 18 diễn tả sự khắc khoải của một vị vua, dẫu có khối óc khôn ngoan nhất, uyên bác nhất trong mọi lĩnh vực, nhưng vẫn kết luận mọi sự đều hư không. Khi đọc truyền đạo chương 1, chúng ta thấy sự vận hành của thiên nhiên, đời người, mọi vật dưới ánh mặt trời đều nằm trong sự tể trị của đấng tạo hóa. Đây là những quy luật cơ bản trong các môn khoa học cấp 1, địa lý cấp 2. Nhưng tại sao vua Salomon lại lập luận điều này? Lý do thứ nhất, ông chỉ ra nỗ lực của con người đều là hư không trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Tưởng chừng những phát hiện thiên văn học vũ trụ, phát triển tri thức mới, những cuộc cách mạng công nghiệp, mỹ thuật, công nghệ là những phát hiện vĩ mô đáng được con người tung hô. Nhưng Salomon kết luận chẳng điều gì mới ở dưới mặt trời. Đời người sớm nở chiều tàn, ai rồi cũng qua đi, chẳng còn ai nhớ tới ai nữa. Và những điều cho rằng mới trong hiện tại chỉ là những điều người trước đã biết rồi. Vòng lặp vẫn cứ xoay quanh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lý do thứ hai, Salomon lặp lại, ta là người truyền đạo, làm vua Israel tại Jerusalem, câu 1 và câu 12, cho thấy ông có địa vị cao nhất trong một quốc gia, có sức ảnh hưởng lớn với những nước lân cận. Sử ký nhì đoạn 9, ông dùng sự khôn ngoan Chúa ban để tra xét mọi việc và ông nhận ra đó là việc lao khổ mà Đức Chúa Trời giao cho ông. Vì ông biết chính sự khôn ngoan của ông truy xét mọi điều dưới đất này đều nằm trong trật tự của Đức Chúa Trời, đấng vô hạn. Cả chương một sách truyền đạo dường như là một cuộc tranh chiến nội tâm rất lớn của Salomon. Ông đã có những trải nghiệm cuộc sống, nếm qua mùi vị của tiền tài, vật chất, tình cảm. Cuối cùng, mọi sự sẽ qua đi và hư không. Chỉ duy sự tể trị của Đức Chúa Trời trong mọi thời đại là còn đời đời. Câu hỏi suy ngẫm: điều giá trị nhất mà bạn đang đeo đuổi là gì? Bạn có nhận thấy sự tể trị của Chúa trong đời sống bạn không?
chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng vô hạn đang tế trị toàn cõi tạo vật. Chúng con không thể dùng trí óc hạn hẹp để hiểu hết về Ngài. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhận biết sự tế trị của Ngài trong đời sống hàng ngày của chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.